Việc quan trọng cần làm ngay khi về Việt Nam là cắt amidan. Anh Nguyễn Trọng Hoàng, 39 tuổi, chia sẻ, bản thân sinh sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, viêm amidan ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và công việc của anh. Tuy nhiên, tại nước ngoài, muốn cắt amidan anh cần phải đặt lịch trước vài tháng. Vì vậy, tranh thủ kỳ nghỉ phép về Việt Nam, anh đã tới Thu Cúc TCI ngay để được phẫu thuật amidan. Bác sĩ Dương Văn Tiến, trưởng khoa tai mũi họng Thu Cúc TCI, đã chỉ định phẫu thuật cho anh Hoàng bằng công nghệ Plasma Plus. Đây là công nghệ điều trị viêm amidan hiện đại, sử dụng dao plasma với rất nhiều ưu điểm vượt trội trong việc loại bỏ ổ viêm an toàn, nhẹ nhàng, không biến chứng. Trước khi tiến hành phẫu thuật, anh Hoàng phải nhịn ăn ít nhất 6 tiếng và thực hiện xét nghiệm máu, chức năng gan thận, chụp X-quang, điện tâm đồ, khám gây mê. Việc thăm khám và xét nghiệm là vô cùng cần thiết để quá trình phẫu thuật sắp tới diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn cho anh Hoàng và bất cứ người bệnh nào khi điều trị viêm amidan tại Thu Cúc TCI. Quá trình gây mê nội khí quản trước phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ và điều dưỡng chuyên môn cao tại Thu Cúc TCI. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ Dương Văn Tiến với hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực tai mũi họng và đã từng trực tiếp thăm khám điều trị cho hàng chục nghìn trường hợp mắc viêm amidan. Với việc sử dụng dao plasma, quá trình phẫu thuật amidan chỉ kéo dài hơn 30 phút. Ổ viêm được loại bỏ một cách dễ dàng, hạn chế tình trạng đau, chảy máu và tổn thương các mô mềm xung quanh. Như vậy, ca phẫu thuật của anh Hoàng đã được các bác sĩ thực hiện thành công. Sau đó, anh được điều dưỡng đưa về phòng chăm sóc hậu phẫu. Tình hình sức khỏe của anh ổn định, anh có thể ăn uống, nói chuyện, sinh hoạt bình thường và chỉ cần theo dõi trong vòng 24 giờ là có thể xuất viện. Bác Nguyễn Văn Thực, bố của anh Hoàng cho biết. Tôi cảm thấy là một là nhân viên bác sĩ là niềm nở, nhiệt tình. Thứ hai là công tác vệ sinh môi trường là rất sạch và lên đây là rất là mát mẻ. Đấy, làm thủ tục mọi thứ là nhân viên bên đấy, người phục vụ là rất chu đáo.